Nguyễn Phạm Tường Vi, chuyển giới tờ chấp nhận giảm thọ. Tường Vi, thí sinh được khen đẹp nhất cuộc thi nhan sắc chuyển giới đại sứ hoàn mỹ 2020, nói chỉ cần đi 3 tầng lầu cô đã quỵ vì mệt rồi. Tường Vi, 23 tuổi, quê Đắk Nông, cao 1m66, số đo 83-60-92. Tường Vi nói từ bé cảm giác được mình là cô gái, mang hình hài con trai. Năm 17 tuổi, cô lên thành phố Hồ Chí Minh bươn trải kiếm sống để có tiền chuyển giới. Không đủ chi phí để thực hiện một lần, cô đi làm gom góp phẫu thuật từng bộ phận một. Tại Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, chương trình tìm kiếm nhan sắc Việt thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, cô chinh phục 5 giám khảo với gương mặt đẹp và sự duyên dáng. Người đẹp cho biết, ngoài làm răng sứ, cô không hề chỉnh sửa bất kỳ điểm nào trên gương mặt. Giám khảo Hương Giang từng nhận xét, nếu không thi các kỹ năng khác, chỉ xét gương mặt thôi, em chính là Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Trong chương trình Đại sứ Hoàn Mỹ 2020, Tường Vi từng thắng ở thử thách chụp hình và được dự đoán nằm trong top thí sinh sáng giá cho ngôi vị quán quân. Tuy nhiên, ở tập 4, cô gây thất vọng với khả năng tiếng Anh kém khi đọc, hiểu sai câu hỏi ứng xử của huấn luyện viên Minh Tú. Tôi chưa được học tiếng Anh bài bản, chỉ là ngày xưa đi làm ở chợ Bến Thành nên tự học thôi. Khi đi thi, tôi nhận ra đó chỉ là kỹ năng sống, chứ không phải trình độ. Hiện tôi đăng ký khóa học tiếng Anh để hoàn thiện bản thân hơn. Tường Vi nói từ bé đã cảm giác được mình là cô gái. Năm 17 tuổi, cô lên thành phố Hồ Chí Minh bươn trải kiếm sống để có tiền chuyển giới. Không đủ chi phí thực hiện một lần, cô đi làm gom góp phẫu thuật từng bộ phận. Có lần từ Thái Lan về, cô bị mất máu phải nằm viện điều trị. Những cơn đau đớn về thể xác và tinh thần, ai chuyển giới cũng phải trải qua. Điều quan trọng vào bây giờ, tôi đã là một cô gái khỏe mạnh và tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!